ông Trump cảnh báo, đừng đáp trả, Trung Quốc vẫn áp thuế 60 tỷ USD hàng Mỹ. Hãng tin Sputnik, Nga dẫn thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay 13 tháng 5 cho biết, các mức thuế 25%, 20% và 10% dành cho các nhóm hàng khác nhau sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 đối với hàng hóa Mỹ xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có 5.410 sản phẩm hàng hóa của Mỹ bị ảnh hưởng bởi lệnh áp thuế này. Từ ngày 1 tháng 6, mức thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ tăng lên, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng tuyên bố Bắc Kinh không bao giờ đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài, khi được hỏi về lời đe dọa áp thuế đối với toàn bộ hàng xuất khẩu Trung Quốc vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng nhiệt hôm 10 tháng 5 khi Mỹ quyết định nâng mức thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Trump chỉ trích Bắc Kinh phá vỡ thỏa thuận khi rút lại những cam kết từng được nước này đưa ra trước đó trong các cuộc đàm phán kéo dài suốt nhiều tháng. Sau đó, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục chỉ đạo đại diện thương mại Mỹ Robert Lee Teaser bắt đầu áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, đồng nghĩa với việc khoảng 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng. Cảnh báo của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm nay cảnh báo Trung Quốc không nên có động thái đáp trả Mỹ sau khi Washington áp thuế với hàng hóa Trung Quốc. Không có lý do gì người tiêu dùng Mỹ phải trả thuế, vốn có hiệu lực đối với Trung Quốc từ ngày hôm nay. Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi chỉ 4% là do Mỹ chịu, còn 21% là do Trung Quốc chịu vì Trung Quốc trợ giá sản phẩm khá nhiều Trung Quốc, không nên đáp trả. Điều đó sẽ chỉ càng tồi tệ hơn, ông Trump viết trên Twitter. Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng cách áp thuế với hàng hóa Mỹ, như những gì Bắc Kinh từng tuyên bố, nhiều công ty bị áp thuế sẽ rời bỏ Trung Quốc và tìm đến Việt Nam hay các nước châu Á khác. Khi đó, cuộc chiến thương mại sẽ chỉ càng tồi tệ hơn đối với Bắc Kinh. Tôi đã nói công khai với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều người bạn của tôi ở Trung Quốc, rằng Trung Quốc sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu các bạn không ký thỏa thuận với Mỹ vì các công ty buộc phải rời khỏi Trung Quốc để sang các nước khác, quá đắt đỏ để mua hàng ở Trung Quốc. Các bạn đã có một thỏa thuận tuyệt vời, sắp hoàn thiện rồi, nhưng các bạn lại rút lui, ông Trump nói, đề cập tới việc Bắc Kinh rút lại những cam kết từng nhất trí trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Theo Tổng thống Trump, để tránh bị thiệt hại trong cuộc chiến thương mại, người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ hoặc từ các nước không áp thuế. Ông Trump cho biết sẽ dùng số tiền thu được từ thuế quan Trung Quốc để chi cho các nông dân Mỹ và chia cho người nghèo trên khắp thế giới. Thành Đạt, tổng hợp, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.